biệt thự trên nóc tòa nhà chọc trời của tỷ phú Ấn Độ, giá gần 500 tỷ đồng. Kingfisher Towers, tháp bói cá, là một trong những dự án đắt đỏ và xa xỉ nhất thành phố Bengaluru, Ấn Độ. Theo trang Cogel Banker, hầu hết cư dân trong tòa nhà này đều là CEO hoặc những nhà đầu tư giàu có, quyền lực. Tọa lạc trên tầng cao nhất của tòa nhà 33 tầng này, căn penthouse của tỷ phú Vijay Mallya có 2 tầng, diện tích hơn 3.700 m2 và được thiết kế tương tự như Nhà Trắng nổi tiếng của Mỹ. Theo Business Insider, căn penthouse này không đơn thuần là một căn hộ trên cao mà được xây dựng như một biệt phủ với những tiện nghi đẳng cấp như bãi đỗ trực thăng riêng, hầm rượu, spa, hồ bơi vô cực, vườn cây, đài quan sát thiên văn 360 độ và là nơi lý tưởng để chiêm ngưỡng khung cảnh thành phố từ độ cao 122 m. Ông Ivan Razek, người phụ trách dự án, từng tự hào chia sẻ, việc xây dựng công trình này trên độ cao 122 m là một thách thức lớn nhưng chúng tôi đã hoàn thành đúng theo thiết kế. Công trình được kỳ vọng trở thành niềm tự hào của Vijay Mallya, chủ sở hữu tòa nhà Kingfisher Towers. Thế nhưng, số phận của căn penthouse không dừng lại ở sự xa hoa mà gắn liền với cú trượt dài của người đứng sau nó. Vijay Mallya từng được biết đến không chỉ là một tỷ phú thành đạt mà còn là biểu tượng của lối sống hào nhoáng. Năm 2016, Mallya bất ngờ rời khỏi Ấn Độ để trốn sang Anh khi vỡ nợ và bị cáo buộc gian lận. Chính quyền Ấn Độ đã nhiều lần dẫn độ ông về nước để chịu trách nhiệm pháp lý nhưng đều thất bại. Tại thời điểm đó, căn penthouse, niềm kiêu hãnh của Mallya, vẫn chưa hoàn thiện, khiến giấc mơ xa hoa của ông trở thành dang dở.